liên quan đến vụ xe khách chở hơn 20 sinh viên Lào xuống vực bèo Hải Vân, Thừa Thiên Huế. Tối 8/1, ông Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm này, bệnh viện tiếp nhận 11 nạn nhân, trong đó có 3 trường hợp phải phẫu thuật. Nạn nhân được chuyển vào đầu tiên là Vũ Thu Thảo, tử vong do mất máu. Đặc biệt, đáng chú ý là trường hợp của nữ sinh Ngô Thị Xu Sả, 21 tuổi, quê Kiên Giang, khi được đưa vào cấp cứu đã bị đứt lìa cánh tay trái. Lúc bệnh nhân được taxi chuyển tới thì không có cánh tay bị đứt. Lúc đó, vết thương gần như dập nát cả hệ thống cơ, mạch máu, thần kinh. Mạch máu và cơ gần bị tổn thương rất nhiều. Vùng đứt lìa đã tự cầm máu. Đà Nẵng để tìm kiếm cánh tay của nạn nhân tại hiện trường. Sau đó bệnh viện đã liên hệ với trung tâm cấp cứu 115 thành phố. Sau đó, cánh tay nạn nhân được tìm thấy, bảo quản trong thùng lạnh và chuyển đến bệnh viện. Ngay sau đó, chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ, làm sạch vết thương và tiến hành phẫu thuật. Đến thời điểm này, cánh tay đã được nối lại. Sau khi kết nối động mạch và hệ thống thần kinh thì tay bệnh nhân có hồng lại. Vấn đề cấp cứu, sơ cứu bước đầu là một thành công lớn vì đã làm được cánh tay hồng lại. Tuy nhiên, vấn đề cơ năng, chức năng và hồi phục thì cần thời gian để đánh giá cánh tay có sống hay không. Vấn đề cấp cứu, sơ cứu bước đầu là một thành công lớn vì đã làm được cánh tay hồng lại, bác sĩ Nhân, thông tin.